Thưa anh Dương Miên và thưa quý vị, như chúng tôi đã nhiều lần trình bày với quý vị là Đài Phát thanh Đáp lời sông núi, chúng tôi đã phát thanh được cho đến ngày hôm nay đó là 9 năm 1 tháng 8 ngày anh Dương Miên, nếu kể từ cái buổi đầu tiên ngày Chủ nhật 15 tây tháng 5 năm 2011 cho đến hôm nay 22 tây tháng 6 năm 2020, chúng tôi phát được 3.333 buổi, bốn con số 3 luôn thưa quý vị. Một thời gian dài như vậy chúng tôi tồn tại được là do bởi sự yểm trợ thương mến của đồng hương ở khắp nơi, và trong đó có rất nhiều vị khán giả VNATV và đặc biệt là của ban giám đốc đài VNATV của nhà báo Du Miên đã yểm trợ cho chúng tôi, nhân viên đài VNATV đã yểm trợ cho chúng tôi, cho nên chúng tôi mới tồn tại được. Và trong cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị là hiện tại chúng tôi đương bán vé số để gửi cho đài. Thưa quý vị, vé số để gửi cho đài hàng năm chúng tôi tổ chức cái hình thức như thế này. Năm nay đó, thay vì chúng tôi bán 5 đồng và vé số trúng một cái xe Toyota in rất là nhiều vé, thì hôm nay chúng tôi chỉ in một số lượng vé giới hạn thôi, 3.000 vé mà thôi, và mỗi vé chỉ có 2 đồng thôi quý vị, mỗi vé có 2 đồng. Thành ra chúng tôi rất là mong mỏi quý vị mua ủng hộ giùm trên Leo chiếu giùm cái flyer số 50 để quý vị có cách chi tiết để quý vị liên lạc mua vé. Chúng tôi chỉ còn một số ít mà thôi. Và ngày xổ số, thay vì chúng tôi dự trù xổ số vào giữa tháng 5 đó, thì vì cái dịch đại dịch Corona Vũ Hán này chúng tôi không xổ số, không tổ chức được, không thể nào gặp mặt đông đảo và tổ chức vào thời gian đó. Chúng tôi phải hoãn lại cho đến một cái chương trình live show rất là đặc biệt trên đài VNATV này, từ 2 giờ cho tới 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 30 tây tháng 8, thưa quý vị. Và rất mong quý vị theo dõi cái chương trình này, bởi vì đây là một chương trình chúng tôi trình bày tường trình hoạt động của đài trong 9 năm rưỡi, đồng thời có những chương trình văn nghệ rất là đặc sắc. Ngoài ban tụ ca Xuân Điểm, chúng tôi còn có tiếng hát của Trang Thanh Lam, Phương Hồng Quế, của Sơn Ca từ Úc Châu, và đặc biệt là của ca nhạc sĩ Việt Khang, một khuôn mặt đấu tranh rất là nổi danh ở hải ngoại này, giúp cho chúng tôi để thực hiện cái chương trình này với MC là ca sĩ Mỹ Lan và với nhạc sĩ Chu Văn Cương. Thưa quý vị, rất là mong quý vị theo dõi cái chương trình đó, mà trước hết là quý vị liên lạc với chúng tôi để mà giúp chúng tôi bán hết cái vé số này để chuẩn bị cho ngày xổ số đó. Nhưng thưa anh Du Biên và thưa quý vị, ngày hôm nay tôi trình bày ở đây để xin quý vị yểm trợ cho Đài Phát thanh Đáp lời sông núi tồn tại và tiếp tục các tiếng nói đấu tranh về đất nước của chúng ta, thì tôi cũng xin mạo muội với anh Du Biên, Đài VNATV và quý khán giả, kêu gọi quý khán giả hãy giúp đỡ cho Thư viện Việt Nam, thưa quý vị. Bởi vì Thư viện Việt Nam là một cái cơ quan mà về mặt chúng tôi đó, chúng tôi chủ trương bên cạnh cái vấn đề đấu tranh chính trị, chúng ta còn lo về cái mặt văn hóa nữa. Đất nước của chúng ta, quý vị biết là trong tháng 4 và tháng 5 có 7 vụ học sinh nữ học sinh đụng với nhau, và quý vị thấy là xé toạc quần áo ra, chung quanh những trẻ em khác đứng ngó, những nam sinh đứng ngó, những nữ sinh khác đứng ngó, trong khi đã đánh hội đồng xé toạc quần áo của một bạn học lớp 9. Nó xảy ra ở Huế, xảy ra ở ngoài Bắc, xảy ra ở trong Nam, xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước của mình. Cái nền văn hóa Việt Nam của mình, cái truyền thống đạo đức, cái luân lý của đất nước mình nó tàn lụi rồi, nó suy thoái rồi. Cho nên cái công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt của chúng ta đó là cái nhiệm vụ mà tôi nghĩ rằng là bất cứ một người Việt Nam nào, mình đừng có nói đến mặt chính trị, một chế độ chính trị nó có thể qua đi, chế độ cộng sản Việt Nam trước sau gì nó đi ngược lại với cái truyền thống của dân tộc, nó đi ngược lại với cái tinh thần tự do dân chủ của con người, trước sau gì nó cũng bị dẹp bỏ đó. Nhưng mà cái văn hóa, thưa quý vị, muốn khôi phục lại nó thiếu nhiều thế hệ lắm. Cho nên chúng tôi kêu gọi quý vị hãy giúp đỡ cho Thư viện Việt Nam được tồn tại, bởi vì mỗi tháng bây giờ như anh Du Minh cho biết, tiền nhà không có, bởi không mở ra, không có những sinh hoạt để có thể thu được những sự yểm trợ. Thành ra tôi mạn phép anh Du Minh để thay anh Du Minh để trình bày điều này. Anh Du Minh nhiều khi người trong cuộc cũng khó nói chuyện, cho nên tôi là một người mà chủ trương nghĩ rằng là cái mặt văn hóa, cái công cuộc tàn lụi văn hóa của mình còn tốn công để xây dựng nhiều hơn, bởi không có văn hóa thì đất nước của mình
trước sau gì cũng bị bắt buộc. Cái văn hóa là cái nó tồn tại, nó giúp cho đất nước của mình tồn tại. 1.000 năm mình bị tàu nó đô hộ mà mình không bị đồng hóa là sao? Bởi mình có cái chất văn hóa mình tồn tại. Chứ còn nếu không thì chúng ta cũng trở thành người tàu rồi. Thưa quý vị, vì vậy chứ, chúng tôi mạo muội để xin quý vị yểm trợ cho Đài Phát thanh Năm Rọi Sông Đuống là một mặt. Nhưng những cái hoạt động văn hóa ở hải ngoại này chúng ta phải tiếp tay để nuôi dưỡng nó, bởi nó là cái căn bản để giúp cho dân tộc Việt còn được cái chất Việt để mà duy trì đất nước của chúng ta, chống lại cái một kẻ thù phương Bắc mà bao nhiêu thế hệ từ ngày lập quốc cho tới bây giờ dân tộc Việt của mình luôn luôn gánh chịu áp lực đó, tồn tại được là do bởi văn hóa. Dĩ nhiên từ văn hóa nó mới tạo ra cái tinh thần ái quốc, tạo ra tinh thần dân tộc để mà phản kháng. Nhưng mà chúng ta phải nuôi dưỡng nó, và hải ngoại này chúng ta phải làm ở trong nước, không còn khả năng để làm điều đó. Chế độ cộng sản là chế độ hủy diệt văn hóa, quý vị biết. Thành ra rất là mong mỏi tên Nhung Nguyên và Phát với anh qua cái chương trình này được trình bày chia sẻ như vậy. Và cảm ơn anh Trần Quốc Bảo một lần nữa trên đài. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em của Đài Độc Lập Sông Núi và quý thân hữu độc giả, khán giả của đài đã giúp đỡ chúng tôi tới giờ phút này. Loan báo với quý vị, chúng tôi có thể cầm cự đủ tiền trả tiền phố 2 tháng. Còn sau đó thì chưa biết sao, cho nên cũng vẫn mong quý vị yểm trợ cho chúng tôi. Và bây giờ thưa anh, cái chuyện vừa rồi về tình hình chính trị đó, tình hình chiến tranh biên giới giữa Ấn Độ với lại Trung Cộng nó gay cấn lắm phải không anh? Thưa anh Du Miên, có lẽ nó gay cấn là bởi vì cái tranh chấp của Ấn Độ và Trung Cộng nó kéo dài từ lâu rồi, đặc biệt nó nổi phồng lên kể từ năm 1950 khi mà Trung Cộng nó đánh Ấn Độ. Bởi vì khi mà Đức Lạt Bạc Lai Lạt Ma làm một cuộc cách mạng chống lại bên Tàu đó, thì lúc đó là Trung Cộng nó đã gia tăng cái hoạt động để mà xâm chiếm đất đai của Ấn Độ, thưa quý vị. Và cái video ngắn 2 phút này mà chúng tôi chọn để trình với quý vị, để quý vị thấy rằng là đây là những sự chuẩn bị của Trung Cộng, đây là cái tập trận. Và Leo có thể chiếu lên cái âm thanh lớn để cho quý vị đều theo dõi cái cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng và Ấn Độ về đất đai ở biên giới. Thousand meters, a height that affects everything from the human body to weapons and vehicles. Now, hundreds of soldiers from the two companies have been stationed basically facing off across that line for months. There's been fear of a flare-up, and Monday it happened. As you can see, some soldiers being injured as According well. to reports, it would have been similar to this brawl in 2017. No shots were fired. Soldiers fought instead with fists, rocks, and bats. According to India, 20 of its soldiers were killed. There have been funerals throughout the week. Indian officials say there were casualties on both sides, but China has not confirmed that, instead saying only its soldiers were on site for negotiations and were attacked. This foreign ministry spokesperson says Indian troops crossed the line, provoking Chinese soldiers and triggering the brawl. While there are calls on India to retaliate for the loss of life, protesters burned the Chinese president in effigy. There are also calls for boycotting Chinese products. For the Indian prime minister, who was re-elected last year in a campaign focused on national security, the pressure is building. Bharat shanti chahta hai. India wants peace, the prime minister says, but if provoked, will provide an appropriate response. Har hal mein. The two countries in 1962 fought a month-long war over the disputed border. Hundreds of soldiers on both sides were killed. Tensions have simmered for decades. The two countries were scheduled to hold trilateral talks this coming Tuesday with Russia. Despite the dispute, Indian officials say they will participate. Vâng, cảm ơn Leo đã chiếu cái phim này tóm lược mà chúng tôi chọn nó để mà tóm lược qua, và đặc biệt là có một số hình ảnh để quý khán giả VnaTV theo dõi những cái sinh hoạt, sự tranh chấp giữa hai bên. Và ngày hôm nay đó thì thứ hai tại Mỹ này thì một phái đoàn của Ấn Độ cũng như là của Trung Cộng đã qua nhân dịp dự cái lễ mừng của Nga về ngày chiến thắng Đức. Thông thường đây là một ngày lễ rất là lớn của Nga,
tại Moscow. Vì vậy cho nên hai phái đoàn người ta tin tưởng rằng là có thể gặp gỡ nhau và giải quyết cuộc tranh chấp này. Đây là cuộc tranh chấp có thể gọi là đổ máu đầu tiên, là có người chết đầu tiên sau 50 năm, mặc dù là cái ảnh hưởng của đánh nhau ở biên giới này là kéo dài từ năm 1950 cho tới bây giờ. Thân chương biên. Vâng, cảm ơn anh Trần Quốc Bảo. Thưa anh Trần Quốc Bảo cũng như quý khán giả, trong lúc ở nhiều nước phương Tây, đặc biệt là tại Hoa Kỳ trong mấy tuần lễ vừa qua, những tượng lịch sử của những nhân vật đóng góp cho đất nước này, kể cả của vị quốc tổ của nước Hoa Kỳ là ông George Washington cũng bị dứt sập. Trong khi đó thì bên phía Cộng sản Việt Nam lại bỏ tiền ra để xây các tượng không phải của lãnh tụ Việt Nam, lãnh tụ Cộng sản thế giới nữa. Leo có thể lấy dùm cho cái hình số 26, 27 để anh Trần Quốc Bảo trình bày về vấn đề này. Thưa mời anh ạ. Vâng, xin ngắn gọn, xin thưa đúng như anh Dương Miên vừa trình bày, thưa quý vị, đó là ngày 17 tháng 6 vừa qua, tức là cái năm tuần trước đó, là Cộng sản Việt Nam đã có một cái tượng đài gọi là tượng đài Fidel Castro ở Quảng Trị. Thành ra bây giờ có một cái công viên ở đó rồi, nhưng mà bây giờ cái công viên đó thưa quý vị, đây là cái tượng của Fidel Castro ở tại công viên của Quảng Trị đã có rồi, và làm từ năm 2018. Bây giờ được tăng cường thêm, thưa quý vị, còn làm thêm một cái gọi là bức tường tranh Fidel Castro cầm cờ, bởi vì Fidel Castro đã từng tới Quảng Trị, và cái công viên này đã làm ở cái thành phố Đông Hà tại Quảng Trị, thành du biên. Bên cạnh đó, Leo chiếu dùm cái hình số 27 để chúng ta thấy cái tượng của Lenin vào tháng 2 vừa qua đó, thì ở tại một thành phố gần đó thôi, đó là ở Nghệ An đó, thì đã khánh thành một cái gọi là cái công viên Lenin. Quý vị, đây là công viên Lenin làm ở tại Vinh, thị xã Vinh của Nghệ An, tại một cái ngã năm đường, và cái công viên này nó rộng tới 4.300 m². Cái công viên này đó có tượng của Lenin cao 3 thước, và cái tượng này làm bên Nga nhưng mà chuyển qua bên tặng cho Việt Nam, và cuối cùng Việt Nam chọn Nghệ An là cái nơi đặt, tỉnh Vinh là nơi đặt tượng này. Thì thưa anh Dương Miên và thưa quý vị đó, như lần trước chúng ta cũng đã nói đó, Cộng sản Việt Nam nó tốn rất là nhiều tiền để mà xây tượng, không những là xây tượng của Hồ Chí Minh, xây tượng như lần trước chúng ta nói chuyện là xây tượng kỷ niệm 70 năm những cơ sở đầu tiên của Cộng sản Việt Nam đặt ở Nghệ An, ở tỉnh Nghệ An. Bây giờ cũng bên cạnh đó thì có những xây tượng của người như Lenin, Fidel Castro ở khắp nơi trên nước Mỹ, ở nước Việt Nam, thưa quý vị. Dự trù là sẽ có 58 cái tượng đài tượng niệm Hồ Chí Minh ở trên khắp nước Mỹ. Và ngoài cái công việc gọi là để cán bộ làm công trình này chắc chắn là hút một số tiền đó vào túi, tiêu tốn công quỹ, thì cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những việc xây tượng của Hồ Chí Minh, xây tượng Fidel Castro, Lenin là để chứng tỏ cái tính chính danh của Đảng Cộng sản trong việc nắm giữ độc tôn quyền lực tại Việt Nam, trên Dương Miên. Cho nên cái thâm ý là nhắm vào cái điểm đó, cái điểm mà để xưng tụng là chính Đảng Cộng sản Việt Nam với cái truyền thống của những cái nước Cộng sản trên thế giới này đã thắng đế quốc Mỹ, đã thống nhất đất nước và tiếp tục cai trị Việt Nam. Đó là cái mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên trong tương lai chúng ta còn phải nhiều tượng này. Đã, quá khứ đã có rất nhiều tượng, trong tương lai sẽ còn tiếp tục. Vâng. Cảm ơn anh Quân Bảo. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Mời anh chào khán giả của đài. Chúng tôi xin kính chào, chia tay, tạm biệt với quý vị và hẹn gặp lại trong những lần tới.